Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Kính thưa quý khán thính giả, đó là lời của Linh Mục đã giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Teresa Nguyễn Thị Thành Tín, là một trong 14 người đã bị thảm sát vào ngày thứ Tư vừa qua. Và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 12, 2015, tại nhà thờ Chúa Kitô Vua thuộc thành phố Grand Rome, miền Nam Cali, đã cử hành một thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Teresa Nguyễn Thị Thành Tín. Và sau đây chúng tôi có những giây phút để nói chuyện với gia đình của cô Nguyễn Thị Thành Tín. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chào anh, nghe tin là cô Teresa bị sát hại trong vụ thảm sát đó, thì anh là một người bác ruột của cô Thanh Tín, thì anh có điều gì chia sẻ với quý khán thính giả? Thưa anh, thưa quý khán thính giả, thực sự là gia đình chúng tôi cũng rất ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng trong gia đình cháu Tín lại gặp cái tai nạn như vậy. Sáng thứ Tư khi chúng tôi nghe tin vụ thảm sát xảy ra tại San Bernardino thì ở nhà gia đình có những điều nó lo lắng bất ngờ, vì thực sự ra thì cháu Tín đang làm việc tại nơi đó. Từ lúc xảy ra sự việc cho tới buổi chiều, chúng tôi tìm mọi cách để liên lạc với cháu nhưng không liên lạc được. Gọi phone cho cháu thì phone reng nhưng chỉ có message, không ai trả lời cả. Đã gọi rất nhiều lần mà không được. Chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ có một cái sự gì đó bất thường đến với các cháu. Và cho tới chiều, chúng tôi vẫn cũng không liên lạc gì được cả. Mẹ cháu khóc nhiều lắm và hầu như là tuyệt vọng. Sau đó thì anh của cháu là cháu Trung đã lên tận nơi để có thể tìm biết tin tức của em mình. Cháu đã đi tất cả những bệnh viện để tìm danh sách, và cùng buổi chiều hôm đó, người bạn trai của cháu cũng lên trên đấy. Hai anh em dò tìm danh sách những người bị thương thì tất cả đều không có tên của cháu trong đó, kể cả những người sống sót mà cảnh sát phỏng vấn cũng không có cháu trong đó. Gia đình chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp một cái sự gì bất thường lắm. Và đêm hôm đó, tất cả gia đình quy tụ lại, chỉ biết cầu nguyện thôi. Chúng tôi liên lạc với những cái số phone mà cơ quan người ta cho, nhưng không thể liên lạc được. Và ngày hôm qua, thì chúng tôi cũng như mẹ và anh của cháu Tín, cũng như hai bác Phú với Dung và một số anh em đã lên tận nơi nhà quản để có thể tìm hiểu coi cháu mình có ở trong đó không. Nhưng tới nhà quản, người ta không có thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ một tin tức gì cả. Khi hỏi rằng những người chết đã đưa về đây chưa thì họ nói là có, nhưng mà hỏi về tin tức thì họ không có cung cấp điều gì cả. Họ cho chúng tôi một cái địa chỉ khác tại khách sạn, nơi mà cảnh sát người ta mới mở ra để tiếp đón những thân nhân của gia đình nạn nhân. Khi anh em chúng tôi đến và đưa cho họ biết tên tuổi của cháu thì người ta đã trả lời và xác định rằng cháu là một trong 14 nạn nhân chết. Chúng tôi ngỡ ngàng vô cùng. Và bà Thanh Vân nói về người con thân yêu đã ra đi trong sự xúc động. Cháu Tín đi làm rất là xa và phải dậy từ 5 giờ. Và mỗi lần cháu dậy thì tôi đều dậy chung với cháu, tôi cũng đi làm vào giờ đó. Và mẹ con gặp nhau và cháu đã chào tôi bái má mỗi ngày. Nhưng vào cái ngày mùng 2 tháng 12, cháu dậy rất là lặng lẽ và ra đi, không có chào má, rồi đi luôn. Mọi ngày trước khi đi làm cháu chào, và sau khi đi lên tới sở thì cháu gọi về và dặn dò mẹ đủ thứ,
khóa cửa kỹ càng, lái xe cẩn thận. Đã tới sở làm chưa? Tất kè, cháu tất kè tôi từ A tới Z. Nhưng ngày hôm đó không có một cú phone nào. Tới lúc tôi nghe trên đài. Tôi nghe tin và cô gọi lại cho cháu rất nhiều lần nhưng không có. Không, và ngày hôm đó là hết rồi. Cháu không nói chuyện với tôi nữa. Cháu là một người con gái và là một người bạn rất là thân với tôi. Rất là hiểu má. Tôi không còn ai để tâm sự nữa. Cháu là một con người rất là thành thật. Và đúng hẹn, đúng giờ. Hai mẹ con chúng tôi luôn là ngủ chung với nhau. Không có một chuyện gì mà giấu giếm nhau hết. Bây giờ hết rồi. Hai ngày nay tôi đợi phone nhưng không, cháu không gọi nữa. Hết thật rồi. Và bà cho biết cảm nghĩ cái chết của người con được vị linh mục nói trong phần thánh lễ như một người từ vì đạo. Đối với tôi, chị là người tử đạo, chị là thánh tử đạo. Tôi rất tin vào sự sống đời sau. Dạ, tôi phó thác mọi sự cho Chúa. Không có điều gì mà ân hận. Chỉ rất là buồn vì từ nay không còn cháu bên cạnh nữa. Cháu planning rất là nhiều thứ. Plan đám cưới, hai mẹ con đã chọn áo cưới. Chưa kịp đám cưới thì đám ma. Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu mà cháu đã lo cho chị như vậy thì thế nào bây giờ, thì nếu mà cháu đã ở trên nước trời rồi thế nào cháu cũng có những cái lời cầu bầu cho chị cũng như ra tất cả gia đình vượt qua những cái sự thử thách ghê gớm này. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin chuyển lời của ban giám đốc đài SPTN cũng như đài SET, xin chia buồn cùng chị cũng như là toàn thể gia đình, và cầu xin Chúa là cho cháu sớm được hưởng an nhàn nơi thiên đường. Tại vì như cha Nguyễn Văn Tuyên đã nói, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Dạ, xin cảm ơn anh cũng như là cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn quý đài. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị phóng sự buổi lễ cầu nguyện cho linh hồn Teresa Nguyễn Thị Thành Tín, là một trong 14 người đã bị thảm sát tại thành phố San Bernardino, miền Nam Cali. Và chúng tôi xin kết thúc phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.